kỷ đột và sư tử là hai loài động vật rất đặc biệt cả hai đều thuộc loài động vật có vú lớn tương đối nổi tiếng trong vương quốc động vật trong tự nhiên hai con vật sống và cư xử rất khác nhau liệu con kỷ đột khỏe nhất có thể đánh bại sư tử trong gan tấc kỷ đột là động vật có vú rất khỏe và thông minh Đặc điểm thể chất của chúng rất nổi bật, chúng có thể đạt chiều cao từ 1,5 đến 1,8 m và cân nặng từ 100 đến 230 kg. Khỉ đột có lông dài, màu đen, cơ bắp, có thể đi bằng cả tay và chân, khả năng leo trèo khỏe. Chúng là loài động vật rất thông minh với kỹ năng xã hội tốt, và trong xã hội khỉ đột, thủ lĩnh thường là một con đực có thân hình to lớn và khỏe nhất trong đàn. Khỉ đột sống trong rừng và là loài động vật ăn trái, lá, thân cây, quả hạch và các loại thực vật khác, nhưng đôi lúc chúng cũng ăn thịt các loài động vật có vú nhỏ khác để bổ sung protein. Khi khỉ đột được được khoảng 12 tuổi, phần lông trên lưng sẽ chuyển dần từ màu xám sang màu trắng, lúc này thể chất của chúng ở trạng thái sung sức nhất nên được gọi là khỉ đột lưng bạc. Sư tử được coi là chúa tể của thảo nguyên châu Phi và chúng rất giỏi săn các loài động vật có vú vừa và lớn. Cơ thể của sư tử rất khỏe có chiều dài lên tới 2,5 mét và nặng tới 200 kg. Sư tử đực có bờm màu xám đen, là loài động vật rất hung dữ và có xu hướng đi theo đàn lên đến 30 con. Sư tử là động vật ăn thịt thuần túy, và nguồn thức ăn chính của chúng là các loài động vật có vú khác, chẳng hạn như linh dương, ngựa vằn, bò và ngựa. Kỷ đột và sư tử là hai loài động vật rất khác nhau, chúng khác nhau rất nhiều về môi trường sống, thói quen sinh hoạt và tập tính trong tự nhiên khỉ đột và sư tử hiếm khi gặp nhau kẻ thù tự nhiên thực sự của khỉ đột là báo hoa mai chúng thuộc cùng họ mèo với sư tử nhưng nếu một con sư tử và một con khỉ đột đụng độ ai sẽ thắng khỉ đột rất khỏe với khả năng leo trèo mạnh mẽ và trí thông minh tuyệt vời chúng có thể được mô tả như những vận động viên bẩm sinh mặt khác sư tử có cơ bắp khỏe mạnh móng vuốt và răng sắc nhọn đồng thời chúng có khả năng tấn công và săn mồi mạnh mẽ nhìn chung không có khoảng cách tuyệt đối giữa hai loại này về đặc điểm vật lý và chức năng khỉ đột sống trong rừng nơi phạm vi hoạt động của chúng nhỏ hơn và chúng có nguồn thực vật phong phú hơn mặt khác sư tử sống ở đồng cỏ và thảo nguyên và có phạm vi hoạt động rộng nhưng tài nguyên của chúng tương đối khan hiếm do đó khỉ đột thích nghi tốt hơn với môi trường sống trong rừng trong khi sư tử có lợi thế hơn ở đồng cỏ kỷ đục là động vật xã hội và chúng có xu hướng hình thành xã hội dẫn đầu là những con đực mạnh mẽ có năng lực kỷ đục có ý thức mạnh mẽ về bản sắc gia đình và sự bảo vệ con đực thường chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ trong khi con cái chủ yếu chịu trách nhiệm chăm sóc đàn con của chúng sư tử cũng sống theo đàn thường bao gồm từ một đến ba con sư tử đực và một vài con sư tử cái cùng đàn con của chúng sư tử đực có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và những con sư tử khác trong khi sư tử cái chủ yếu đi săn. Phương pháp tấn công của khỉ đột tương đối đơn giản, thường là vung tay và răng làm vũ khí, nhưng sức mạnh của chúng khá đáng kinh ngạc, lực cầm nắm của chúng vào khoảng 500 kg. Mặt khác, sư tử có nhiều kiểu tấn công, thường sử dụng vồ, móng vuốt và răng, nhưng cũng có thể sử dụng trọng lượng của chúng để ghìm chặt và siết cổ con mồi. Nếu cả hai gặp nhau, kẻ chiến thắng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như môi trường, tuổi tác, giới tính, cân nặng và phong cách tấn công. Tuổi và giới tính của khỉ đột và sư tử cũng đóng một vai trò lớn trong kết quả. Thủ lĩnh của đàn khỉ đột là con đực, thường bảo vệ gia đình và lãnh thổ, nếu là những con khỉ đột non, non kinh nghiệm, chúng có thể bị sư tử hạ gục. Tương tự như vậy, những con sư tử chưa trưởng thành trong số những con sư tử cũng có thể bị vượt mặt bởi những con khỉ đột trưởng thành vì chúng thiếu kinh nghiệm và kỹ năng. Trọng lượng là một yếu tố quan trọng khác để xác định kẻ chiến thắng giữa khỉ đột và sư tử. Trong khi khỉ đột có cơ bắp và sức mạnh đáng kinh ngạc, sư tử đực trưởng thành có xu hướng nặng hơn 200 kg, nặng hơn so với khỉ đột trung bình. Các phương thức tấn công của sư tử cũng linh hoạt và đa dạng hơn, chúng có thể dùng sức nặng của mình để trấn áp và siết cổ con mồi, đây cũng là phương thức tấn công mà khỉ đột không có. Môi trường cũng ảnh hưởng đến kết cục của khỉ đột và sư tử nếu gặp phải trong rừng khỉ đột có thể sẽ có nhiều địa hình và chướng ngại vật hơn giúp dễ dàng hạ gục sư tử bằng cách ném gậy hoặc đá nhưng nếu gặp phải trên đồng cỏ sư tử có nhiều lợi thế hơn vì chúng có thể sử dụng sức mạnh của cả đàn để tấn công tổng hợp tất cả lại với nhau chiến thắng của khỉ đột so với sư tử phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng nếu cả hai đều là những con được trưởng thành và khỏe mạnh thì sư tử có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn bởi vì sư tử mạnh hơn và có nhiều phương thức tấn công đa dạng hơn đồng thời chúng săn mồi theo nhóm nên chúng có mức độ hợp tác ngầm cao hơn hổ và sư tử luôn né đụng mặt với kỷ đột vì sao khi nhắc đến những loài đứng đầu trong thế giới hoang dã dạ, không thể không nhắc tới hổ và sư tử hổ là chúa tể rừng xanh con sư tử là vua đồng cỏ chúng là những kẻ săn mồi khét tiếng là nỗi sợ hãi của muôn thú từ ngàn đời <laughs> Thế nhưng, các nhà động vật học sau một thời gian quan sát phát hiện ra rằng hổ và sư tử thường tránh né những con khỉ đột. Phải chẳng chúng sợ những con khỉ đột hay còn lý do nào khác? Trước hết hãy cùng so sánh về ba loài này. Một khỉ đột. Dù nhìn những con khỉ đột khiến chúng ta liên tưởng tới bộ phim kinh công nhưng trên thực tế chúng là loài động vật ăn cỏ điển hình. Khỉ đột, danh pháp khoa học, Gorilla là một chi thuộc họ người, bộ linh trưởng. Khỉ đột được biết đến là loài linh trưởng lớn nhất. Khỉ đột là động vật có vú rất khỏe và khá thông minh. Chúng có thể đạt chiều cao từ 1,5 đến 1,8 m và cân nặng từ 100 đến 230 kg. Khỉ đột có lông dài, màu đen, cơ bắp, có thể đi bằng cả tay và chân, khả năng leo trèo khỏe. Loài vật này thường đi bằng bốn chân dù chúng có thể đứng bằng hai chân chúng ăn cỏ, tre nứa, côn trùng và chúng sinh sống tại những cánh rừng mưa nhiệt đới châu Phi. Khi khỉ đột được được khoảng 12 tuổi, phần lông trên lưng sẽ chuyển dần từ màu xám sang màu trắng, lúc này thể chất của chúng ở trạng thái sung sức nhất nên được gọi là khỉ đột lưng bạc. Khi bị đe dọa, con đực sẽ đứng thẳng người và dùng hai tay đấm thình thịt vào bụng để cảnh báo trước khi chiến đấu. Khỉ đột được biết đến như một giả thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn nhiều so với người, đôi tay mạnh mẽ, và thông minh và một cú đấm của khỉ đột có thể khiến mọi vật đối diện phải biến dạng. Dù có thân hình to lớn đồ sộ, khỉ đột có tốc độ chạy ở mức trung bình, khoảng 40 km h 2. Sư tử Sư tử, Panther Leo, là một trong những loài đại miêu của họ mèo, chi báo. Sư tử là loài mèo lớn thứ hai trong họ mèo và chỉ sau hổ Siberia. Trong văn hóa phương Tây, Sư tử được mệnh danh là chúa tể rừng xanh hay vua của muôn thú. Chúng rất giỏi săn các loài động vật có vú vừa và lớn. Một con sư tử trưởng thành có chiều dài lên tới 2,5 mét và nặng tới 200 kg. Cơ thể của sư tử rất khỏe và chúng rất giỏi săn các loài động vật có vú vừa và lớn. Sư tử là loài động vật ăn thịt đầu bản chủ chốt và chủ yếu ăn thịt sống. Chúng thường ăn các loài động vật có vú khác như linh dương, ngựa vàng, bò và ngựa lực cắn của sư tử đạt khoảng 690 bao. Chúa tể rừng xanh có thể chạy với tốc độ 80 km trên giờ trên quãng đường ngắn. 3. Hổ Hổ hay còn gọi là cọp hoặc hùng là một loài động vật có vú thuộc họ mèo được xếp vào một trong năm loài mèo lớn thuộc chi Panther. Hổ là loài thú lớn nhất trong họ nhà mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt sau gấu bắc cực và gấu nâu. Một con hổ trưởng thành có thể dài 3,3 mét và nặng hơn 300 kg. Chúng rất dễ nhận biết bởi các sọc vàng dọc sẫm màu trên bộ lông màu đỏ cam với phần bụng trắng. Phần lớn các loài hổ sống trong rừng và đồng cỏ, những khu vực mà khả năng ngụy trang của chúng phù hợp nhất. Hổ bơi giỏi nhưng kém về khả năng leo trèo. Hổ là một trong số nhiều loài động vật ăn thịt nằm ở mắt xích cuối cùng của các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái tự nhiên chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 20 năm. Hổ đi săn đơn lẻ, thức ăn của chúng chủ yếu là các động vật ăn cỏ cỡ trung bình như hưu, nai, lợn rừng, trâu, vờ vờ. Tuy nhiên chúng cũng có thể bắt các loại mồi cỡ to hay nhỏ hơn nếu hoàn cảnh cho phép. Hổ không phải là loài chạy nhanh nhất trong thế giới động vật nhưng hổ có chân rất khỏe giúp chúng bứt tốc lên mức 60 km trên giờ, tuy nhiên hổ chỉ làm được vậy trong cự ly ngắn thôi. Hổ, sư tử và khỉ đột đụng độ thì loài nào thắng từ những thông tin về đặc điểm của ba loài ta có thể thấy xét về ngoại hình thì hổ lớn sư tử và khỉ đột kích thước to hơn khiến hổ có lợi hơn trong việc chiến đấu với đối thủ